tiêu chí là mùa nào món nấy. Trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món salad làm từ trái măng cụt. Món này thì rất là bổ dưỡng, mang hương vị Âu nhưng rất hợp khẩu vị với người Việt của chúng ta. Thực hiện món salad măng cụt. Nguyên liệu để làm món salad măng cụt, chúng ta cần có 100g tôm sú, húm lủi, sữa đặc có đường, hạt điều rang giã nhỏ, dầu ô dầu, dầu ăn, muối, aji quýt, bột chiên gà giòn và sốt mayonnaise aji mayo. Thưa các bạn, để chúng ta có cái món salad măng cụt được ngon thì chúng ta nên chọn trái măng cụt cuốn còn xanh, vỏ vừa chuyển sang màu nâu nhạt như vậy. Và trái măng cụt chúng ta nên chọn là vừa già thôi các bạn. Bằng cách sơ chế và chúng ta lấy cái muối măng cụt ra. Đầu tiên chúng ta dùng dao tách khéo và nhẹ trái măng cụt ra như vậy. Ô, có ngâm tí xíu nước và nước cốt chanh. Kế tiếp chúng ta sẽ tách những cái muối măng cụt này ra và chúng ta bỏ cái cùi bên trong. Măng cụt xong, chúng ta nhớ ngâm măng cụt vào trong nước có pha nước cốt chanh. Như vậy thì măng cụt chúng ta sẽ được trắng hơn. Còn tôm thì mình sẽ làm như thế nào ạ? Mình sẽ luộc lên để ăn chung với salad ạ? Ừ, đúng vậy em ạ. Thường thì là salad thì người ta hay trộn chung với lại tôm luộc. Nhưng một điều đặc biệt hôm nay là món salad với lại tôm luộc em ạ. Mà ăn với lại tôm chiên các bạn ạ. Bây giờ mở lửa, anh bắt cái chảo lên, anh sẽ chiên tôm nha. Chúng ta sẽ ướp tôm và chúng ta sẽ chiên trắng. Và đây, một nguyên liệu rất là tiện dụng các bạn. Aji quýt, bột chiên gà giòn. Và cho vào đây phân nửa lượng thôi các bạn. Chiên gà giòn vừa đủ thấm, vừa đủ áo những cái con tôm như vậy là được. Chảo dầu đã nóng rồi nè. Dạ. Bây giờ anh sẽ cho vào chiên thôi. Đó, như vậy. Rồi, 2-3 phút là tôm sẽ chín. Rồi, tôm chúng ta đã chín rồi đó. Chúng ta cho vào trong giấy thấm dầu như vậy. Quý vị thân mến, bây giờ thì tôm đã chiên xong rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với một công đoạn rất quan trọng, đó là trộn salad măng cụt. Thức như sau: 3 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo, 2 muỗng canh sữa đặc có đường và 1 hũ dầu ô dâu nha các bạn. Uống cà phê muối thôi. Bây giờ chúng ta khuấy đều. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần có trộn măng cụt vào trong đây thôi các bạn. Cho vào đây một ít lá húng lủi. Rồi xong. Bây giờ anh chỉ cho gỏi ra dĩa thôi. Đấy. Vào trong như vậy. Anh để lên trên đây một cái muỗng măng cụt, cho ít hạt điều lên, húng lưỡi. Anh mời em. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Sao, bây giờ em có thấy là giống món tráng miệng hay không? Không hề, món này có vị rất là lạ quý vị ạ. Cắn vào một miếng măng cụt, Thanh Phương cảm nhận được là vị ngọt nè, vị chua chua mặn mặn và vị béo béo nhẹ nhẹ của sốt mayonnaise aji mayo, thêm vào đó là có một cái vị béo rất là đặc trưng. Và đặc biệt hơn nữa là khi cắn một miếng tôm thì cảm thấy là tôm rất là vừa miệng, có vị giòn nhẹ nhờ có aji quýt bột chiên gà giòn. Món ăn này tuy là một món nhưng mà mình có thể cảm nhận được đến hai món ăn mà hương vị thì rất là hòa quyện và tạo nên một cái vị lạ đặc trưng. Những nhận xét của em rất là tinh ý các bạn. Đây là món 2-1 salad măng cụt này nhé. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào, yên tâm quý vị có thể truy cập vào website mongonmoingay.com. Còn bây giờ thì đầu bếp Thanh Vũ cùng với Thanh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.